Sốt xe 88 xin chào các bạn. Trong video này Sốt xe 88 có một video đó là phân biệt cho các bạn ở xa để biết được đâu là dòng SIM Pro 1.5 R7000 và R5800. Thì bên Sốt xe 88 em bán rất nhiều dòng Twitter T10 Pro, SIM Pro 1.5 R7000. Thì nhận rất nhiều bác hỏi là có đúng là bên em bán đó là dòng SIM Pro 1.5 R7000 hay không. Thì đây cũng là một câu hỏi rất là nhiều bác đã hỏi. Vì các bác mua hàng về thì các bác không thể nhìn ra được đâu là SIM Pro 1.5 R5800 hoặc là SIM Pro 1.5 R7000. Thì trong video này em sẽ làm một video đó là phân biệt cho các bác hai dòng SIM Pro 1.5 R5800 và R7000, xem nó khác nhau ở chỗ nào và nhìn ở đâu để phân biệt được. Thì khi các bác bỏ được tiền ra thì các bác phải mua được đúng chất lượng sản phẩm, chứ khi bỏ được tiền ra mà mua nó không được đúng thì các bác thường hay rất là lăn tăn cũng như là suy nghĩ trước khi mua hàng. Và hai dòng Shimano R5800 và R7000 thì chênh nhau tầm 2 triệu đồng. Đây là số tiền cũng rất là lớn. Thì em sẽ làm video chi tiết cho các bác. Các bác có thể để phân biệt được khi mình nhận hàng, mình có thể tự kiểm tra được hàng sản phẩm đúng mẫu mã, đúng chủng loại hay không. Thì các bác đợi bác sẽ thanh toán cho bên chuyển phát nhanh. Bây giờ em sẽ đi review cận cảnh cho các bác. Hiện tại thì em đang có hai chiếc xe Twitter, đó là Sniper 2.0, một chiếc màu bạc và một chiếc màu vàng, đều là phủ đề Shimano 105 các bác nhé. Shimano 105 này. Đây phủ đề Shimano 105. Nhưng mà nếu nhìn sơ qua, nếu mới bác mới chơi xe thì không thể phân biệt đâu là Shimano 105 R7000 và Shimano 105 R5800. Còn những bác nào đã chơi xe rồi, đã phân biệt được rồi thì các bác có thể bỏ qua video này. Và các bác có thể đóng góp thêm ý kiến để cho những bác mới chơi xe để biết thêm hơn về để cách phân biệt để chọn được dòng xe tốt nhất với đúng giá tiền mình bỏ ra. Thì dòng Twitter, dòng Shimano 105 này thì các bác có thể phân biệt bằng cách như sau. Thứ nhất, đó là các bác để ý nhé. Đây là con Sniper 2.0 màu bạc. Còn cái con này thì là Shimano 105. 105, nhưng mà các bác muốn nhìn mã của nó ấy, các bác phải view vào đây này. Nó ẩn ở trong các bác ok. Nhiều bác không để ý đâu. Đây, các bác view vào đây này. Đấy. Đấy. Bác này đấy. Đấy chưa? Đấy, các bác nhìn rõ mã rồi đấy. Đây là mã R, Shimano RD R7000 các bác nhé. Nó in trực tiếp vào củ đề luôn. Cái này thì không thể làm nhái được. Nó in trực tiếp vào củ đề. R7000. Đấy là để một cách để các bác phân biệt này. Đấy là củ đề các bác nhé, củ đề sau này. Còn đến củ phanh này. Củ phanh, khi nói củ phanh Shimano 105 này. Thì đây các bác có thể nhìn này. Đây, view vào đấy, các bác để ý này. Nó sẽ nằm ở góc này này. Đó, nó sẽ nằm ở ngay góc ở dưới. Dưới ngay gần cái mép khung ấy. Nó in trực tiếp vào cái củ phanh Shimano 105 R7000. Đấy là cách phân biệt đơn giản nhất khi các bác mua xe. Thì các bác cứ lấy điện thoại các bác soi vào chỗ đấy. Vì nó in chữ chìm mà các bác. Nó in trực tiếp chữ chìm vào. Không thể làm nhái được. Chỉ trừ khi những cái bộ đề nó dán tem để em chịu thôi. Còn những bộ đề mà nó làm in chìm thì các bác không bao giờ có thể làm nhái được. Và các bác có thể phân biệt được khi mua. Đây chiếc này cũng vậy này. Nó in chìm đúng không? Đấy. Nó in trực tiếp vào cái củ đề của phanh luôn. Nên các bác cứ yên tâm khi chọn xe thì các bác có thể check bằng cách đấy. Hoặc ở trên tay lái này, người ta cứ quảng cáo, bên em cứ quảng cáo là Shimano 105 R7000. Về bóc ra cứ biết đâu, các bác không biết thì các bác này mua này bảo bên em này gửi mấy cái loại nhái R5800. Đây, bên em bán có sao bán thế. Đây, để em bóc ra cho các bác. Đây, các bác có thể phân biệt bằng cách bóc ở chỗ kéo cái cao su ở chỗ tay đề lên, nên nó sẽ in ở đây này. Shimano, đây em phải view cận cảnh cho các bác. Thế này phải soi đèn đấy các bạn. Soi đèn nhìn nó mới sáng được. Này các bác này. Shimano đấy chứ. Shimano STR. Đây em chả nhìn rõ nữa nhưng mà nhìn rõ cái mã R7000 đấy. Đấy. Các bác chưa? Của Saban Nhật Bản các bác nhá, R7000. Ok. Đấy là chiếc Twitter Spider Shimano R105 R7000. Đấy là các phân biệt đơn giản nhất, đó là các bác nó in ở trên trực tiếp trên củ đề này. In trực tiếp trên củ phanh này.
và in trực tiếp trên tay đề, thì các bác cứ bóc ra và các bác soi điền các bác nhìn thôi. Còn với chiếc titter slipper Shimano 105 R5008 thì đây, con này thì nó in nổi hơn các bạn. Đây các bạn này, đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, 5008 đấy. Đây phải view bên này, nhìn bên này mới nhìn rõ được các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa? R5008 đấy. Shimano 105 R5008 ok chưa? Đấy, đấy các bác thể nhìn ở đấy này. Con này thì không được full hẳn 105, đủ đĩa Browell, còn mày cổ phanh là Retropec. Còn trên tay đề đây, các bác cũng bóc nó ra, bóc nó ra. Nhận hàng các bác trước khi kiểm tra hàng, các bác phải kiểm tra cổ phanh, cổ đề với lại tay đề xem có chuẩn như bên em quảng cáo không nhá. Thường thường bên em bán có sao bán thế, nhưng mà các bác cứ kiểm tra, nếu xử mà không phải đúng như quảng cáo thì các bác thử trả lại thôi, cái đấy các bác phải trả lại vì đây là quyền lợi các bác. Thấy các bác nhìn nhận đấy, Shimano ST5008 của Nhật Bản. Đây là cách phân biệt đơn giản nhất cho những bác mới chơi xe dòng Titter. Thì đấy là dòng cách phân biệt đơn giản nhất. Còn về củ đề sau ấy, thì các bác để ý cái dòng Shimano 105 R7000 ấy, thì các bác nhìn thấy củ đề ấy, nó sẽ làm nó là chi tiết, nó làm cứng hơn và là nó làm to hơn. Và các bác để ý là sẽ có hai cái đai, nó gọi là theo kiểu là hai tai nối, còn cái này chỉ có một tai nối thôi, một tai nối duy nhất. Và nó làm đây, các bác nhìn này, đây là cái nọ so, một nọ so này, các bác nhìn nó làm nhô hoàn tròn ra đúng không. Còn R7000 này nó làm thêm một cái đai, cái tai nối này. Ok, đấy là cách phân biệt đơn giản nhất đấy. Tốt nhất là bác nào mới chơi xe thì cứ nhìn trực tiếp vào cái củ đề, nó có in mã. Đấy là cách phân biệt đơn giản nhất. Thì các bác thấy video hay thì có thể đăng ký video, cũng như là comment chia sẻ ý kiến cá nhân của các bác ở trong video này. Hoặc là các bác cần mua dòng xe đạp đua, xe đạp cuộc, xe đạp titter thì bác alo trực tiếp hotline 0933 52 186. Còn các bác cần biết về cấu hình của xe thì truy cập website xe đạp 88.vn. Hiện tại xuất xe đạp 88 đang có chương trình sale cực sốc trong tháng 6, giảm giá sập sàn. Thì các bác cứ chưa alo tiếp hotline 0933 52 186 để tư vấn như là hàng tất cả mẫu xe. Thì hôm nay em đang lấy chiếc xe đó, Titter Slide Slipper 2.0 bản 5000 Shimano 105 R5008 và bản Shimano R7000 ra quay cho các bác. Cảm ơn các bác xem video.